Bảo Yến xin chào đến quý bà con. Thế giờ máy xin giới thiệu đến bà con dòng máy ép nước chanh và tắc hiệu Takeo TK800, một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại làm ra hương vị tươi ngon nguyên chất của chanh và tắc. Bây giờ hãy cùng mình khám phá quá trình ép nước chanh và tắc TK Takeo 800 như thế nào nhé. Máy ép chanh tắc tự động, máy được thiết kế gần như máy ép mía, có các trục ép rolo bên trong giúp vắt cạn kiệt nước đến 96% trong một lần ép. Không giới hạn số lượng ép, máy tự động phân chia giữa vỏ và hạt nên vắt sẽ không bị đắng và giúp bà con tiết kiệm được thời gian và dễ dàng vệ sinh máy. Máy ép kiệt nước tối đa nhưng nước ép không bị đắng, không bị vỡ hạt khi ép. Đây là dạng máy được thiết kế từ máy ép mía nên sử dụng bền bỉ. Máy hoàn toàn tự động nên bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhân công, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nhiều. Về kích thước máy, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của máy lần lượt là 54-49-66cm, trọng lượng máy 55kg, công suất 800W, tương đương là máy có thể ép từ 40-50kg trong 1 giờ. Máy bảo hành 12 tháng và trong thời gian sử dụng, bà con hoàn toàn yên tâm vì kỹ thuật nhân viên chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình sử dụng máy. Để đặt mua sản phẩm, bà con hãy liên hệ số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết của sản phẩm. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong video tiếp theo.